Lịch bóng đá mới nhất hôm nay 5 tháng 9 và sáng 6 tháng 9 được cập nhật trên VTC News gồm lịch thi đấu cúp FA và các giải vô địch quốc gia trên thế giới. Sao sao cúp FA, sao sao 6/9 1:45, Casoten Athletic vs Lansing 6/9 1:45, Harinibara vs Dawick Hamlet 6/9 1:45, Marin vs Gailey 6/9 1:45, Matlock Town vs Gambero Trinity 6/9 1:45, Whitehawk vs Seven Oak Town 6/9 1:45. West Auckland Town vs Bishop Auckland 6/9 1:45, Rancon Linnet vs Chanock Richards 6/9 1:45, Standing Town vs Hartley 6/9 1:45, Natwood vs Binfield 6/9 1:45, Rotherham vs Concord Rangers 6/9 1:45, AFC Emley vs Wynne 6/9 1:45, Oldham Town vs Bedford Town 6/9 1:45, Sibnall Town vs Nantwich Town 6/9 1:45, Hossam vs Leatherhead sao sao cúp quốc gia Bulgaria, sao sao 5/9 20 giờ, FK Kyustendil vs Danap Proce sao sao hạng 2 Romania, sao sao 5/9 21:30, Communal Selimba vs Steaua Bucuresti sao sao hạng 2 Brazil, sao sao 6/9 7:30, Sapecoense AF vs Guarani sao sao hạng 2 Argentina, sao sao 6/9 1:30, Deportivo Riccher vs Chacarita Junior 6/9 7:10, Atlanta vs Andalusia sao sao hạng 2 Chile, sao sao 6/9 5 giờ, La Serena vs Union San Felipe sao sao vô địch quốc gia Colombia, sao sao 6/9 8:10, Alianza Petrolera vs Chico FC sao sao hạng 2 Mexico, sao sao 6/9 6:05, Alegria Oaxaca vs Venados FC 6/9 8:05, Celaya vs Cimarron de Sonora 6/9 10:05, Correcaminos de la UAT vs Atlante sao sao hạng nhất Ecuador, sao sao 6/9 7 giờ, CSD Macara vs CD America de Quito sao sao vô địch quốc gia Serbia, sao sao 5/9 9 giờ, Zelesnica Pančevo vs Cucuricchi sao sao vô địch quốc gia Rumani, sao sao 5/9 1:30, CSKA vs Uta Arad sao sao vô địch quốc gia Bosnia, sao sao 5/9 1 giờ, Zrinjski Mostar vs Siroki Brieg sao sao vô địch quốc gia Israel, sao sao 5/9 9 giờ, FC Asdal vs Beta Jerusalem 5/9 1 giờ, Sparta Rotterdam vs Dordrecht.